Thưa sư, con có không đồng tình với ý kiến sau, tức là vô thường không làm ra khổ ở theo cái đường link này. Con mong nhận được ý kiến của sư để con có thêm nhiều thông tin học hỏi lợi ích nhằm sửa sang tri kiến của mình cho được chân chánh. Rồi. Thì ở đây đó, sư sẽ mở một cái bài kinh cho quý vị xem. Đây, bài kinh ở trong tương ưng ha, cái gì là vô thường, nhân duyên ở sao cách thí, sắc này các tỳ kheo là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thọ này các tỷ kheo là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Tương tự như vậy, tưởng cho đến các hành rồi thức đấy, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Rồi thấy như vậy này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly đối với sắc vân vân không còn trở lui trạng thái này nữa. Thì như vậy đó, quý vị xem coi là nếu như chúng ta nói có một cái gì đó mà nó vô thường thì chúng ta phải xem cái đó nó có nằm ngoài sắc thọ tưởng hành thức hay là không. Nếu như mà nó nằm ở trong sắc thọ tưởng hành thức thì nó phải là vô thường, mà cái gì vô thường là cái đó khổ. Chỉ có niết bàn là không do duyên, không do gọi là không có điều kiện, không phải là phụ thuộc vào các điều kiện, cho nên niết bàn nó không có vô thường, nó nằm ngoài cái vô thường. Thì khi đó đó chúng ta mới nói là niết bàn là sự an lạc tối thượng. Còn bất kể cái gì mà thuộc sắc thọ tưởng hành thức thì nó phải vô thường, mà sư đã nói rồi. À không phải, sư nói, kinh nói, Đức Phật nói, cái gì vô thường cái đó khổ đấy. Còn quý vị có tìm ra cái nào khác thì quý vị cứ thoải mái. Trong vấn đề này không biết là hai vị đại đức có ý kiến bổ sung gì hay không. Dạ. Dạ, đại đức hiện tại hồi nãy có chuẩn bị xem bài kinh đó, nhưng mà chắc là do ở trên live mấy nãy hình như là thiếu, đại đức hiện tại hoan hỷ kéo xuống để cho quý vị Phật tử để xem rõ bài kinh đó cho nguồn, tại mấy nãy hình như trên live chưa có kéo xuống, chỉ vậy thôi chứ câu trả lời thì rất là đầy đủ rồi. Ủa, tôi xin lỗi, là bỏ qua nhầm cái tab. Bỏ qua nhầm tab. À đây đây đây. Là cho quý vị Phật tử Dạ xem dạ đây là trong đây. Dạ, tại bỏ nhầm cái tab, quý vị thông cảm ha. Đây. À, cái bài kinh tương ưng đấy. Thì quý vị có thể bấm tạm ngưng để quý vị xem. Không biết sư Chánh Tâm có bổ sung gì không, có chúng ta qua. qua luôn đi. Có gì đó là Tại vì có quý vị thấy có những cái câu mà nó rõ ràng quá rồi, thành ra là có khi là cũng không có cần phải bổ sung quá nhiều.